Chào mừng các bạn đến với video của bán linh kiện.vn. Hôm nay bán linh kiện sẽ gửi tới các bạn video review và hướng dẫn ráp máy khắc Nagia Mini V4B2125 500mW, một sản phẩm đang rất hot và được nhiều người quan tâm trên website bán linh kiện.vn. Máy đang được bán với giá 4.850.000. Mình và các bạn cùng xem cái mức giá như vậy máy được cấu tạo như nào và làm được những gì nhé. Máy khắc mini nên có kích thước khá là nhỏ gọn với chiều dài 40cm và chiều rộng 37cm. Công suất 500mW sử dụng nguồn adapter DC 12V, có kích thước vùng khắc 21x25cm. Máy có thể khắc chữ, hình ảnh, vật thể nên các vật liệu như gỗ, đồ da, nhựa, mica và nhiều vật liệu khác. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp ráp chiếc máy khắc Nagia này. Đầu tiên là khung máy cắt, trục X và trục Y được làm bằng nhôm rất chắc chắn. Mica làm chân và vai động cơ trục X và Y. Lan nhôm dùng để trượt động cơ trục X và Y, ốc và vít. Máy khắc dùng 3 động cơ bước step 42, 2 động cơ trục Y và 1 động cơ trục X. Dây xoắn ruột gà dùng để quấn gọn và bảo vệ các dây kết nối của máy khắc. Dây đai cốt thép và buddy đai 20 răng. Dây mini USB kết nối máy với máy tính để khắc. Đầu laser công suất 500mW. Tiếp theo là bộ điều khiển, bao gồm các driver điều khiển các động cơ, dây nối động cơ với driver. Máy khắc sử dụng nguồn adapter DC 12V. Và cuối cùng là kính bảo vệ mắt trong quá trình làm việc. Đó là tất cả các linh kiện có trong một bộ máy khắc Nagia Mini. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp ráp. Đầu tiên mình sẽ lắp khung. Lắp chân khung. Như các bạn nhìn thấy thì sau khi mình lắp xong thì mình đã được một khung nhôm rất chắc chắn. Tiếp theo mình sẽ lắp hai động cơ trục Y. Đầu tiên mình sẽ lắp động cơ vào với vai mica. Mình bắt vít và cố định chặt động cơ. Lắp tiếp con lăn nhôm vào với vai mica động cơ. Một động cơ lắp 4 con lăn. Lắp xong con lăn thì mình sẽ lắp tiếp vai động cơ vào với trục Y của khung máy và bắt vít thật chặt. Tương tự như vậy, mình sẽ lắp tiếp một bên động cơ trục Y còn lại. Và tiếp theo mình sẽ lắp đầu laser vào với vai mica trục X. Ở đây đã được đánh dấu sẵn dây cấp nguồn 12V và dây xung điều khiển BVKM, các bạn tránh nhầm lẫn. Lắp xong đồ khắc laser thì mình sẽ lắp tiếp động cơ bước thứ 3.
lắp con lăn vào với động cơ đầu laser. Lắp trục X vào với hai vai trục Y. Sau khi đã lắp chắc chắn thì mình sẽ lắp bunidai 30 răng vào đầu trục của động cơ bước trục X. Các bạn cần căn chỉnh sao cho phần răng của bunidai trùng với phần rãnh giữa của trục X. Tương tự như vậy, mình sẽ lắp bunidai vào hai động cơ của trục Y. Lắp xong bunidai, mình sẽ lắp dây đai cốt thép. Có 3 dây, 2 dây dài là trục Y, dây ngắn còn lại là trục X. Kéo căng và đều dây đai về hai phía. Tiếp theo là bắt ốc vít cố định hai đầu của mỗi dây đai. Lắp ốc rất chặt nên hơi khó, mình phải dùng lực để xoáy ngang qua ốc. Lắp ốc xong như này thì mình sẽ vặn vít. Ghi nhớ dây kết nối của đầu laser, dây đỏ đen là dây nguồn, dây xanh vàng là dây xung điều khiển BVKM. Mình sẽ cắt hai mảnh tên này đi và tước đầu dây để tiện cuốn dây ruột gà. Cắm dây nối động cơ bước với driver, hai dây dài là của hai động cơ trục Y và một dây ngắn là dây của động cơ trục X. Tước đầu dây để cuốn dây ruột gà. Khi đã cuốn dây ruột gà xong, mình sẽ buộc dây thít cố định và làm gọn các dây kết nối. Vậy đã gần hoàn thành rồi. Mình sẽ cắm các dây vào với bộ điều khiển. Đây là các driver điều khiển động cơ các trục. Mình cắm dây hai động cơ trục X vào với ram 2 và 3 và cắm dây động cơ trục Y vào ram 1. Tương tự như vậy, cắm dây nguồn đầu laser và dây xung điều khiển BVKM vào với bộ điều khiển. Dây nguồn cắm vào ram 1, dây điều khiển xung BVKM cắm vào ram thứ 3. Ở kiểu cắm này, khi bạn nhấn công tắc ở đây, đèn test laser mới sáng để test. Vặn vít cố định vị trí bộ điều khiển vào với khung máy. Vậy là đã hoàn thành lắp ráp. Các trục X và trục Y chuyển động rất mượt. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn từ adapter 12V để chạy máy. Mình nhấn công tắc ở đây để sáng đèn test laser, lấy góc và vị trí khắc. Vặn để điều chỉnh ánh sáng của laser sao cho nhỏ nhất. Tiếp theo mình cắm dây mini USB để kết nối với máy tính. Các bạn tải phần mềm được cung cấp sẵn trên website bán linh kiện về và mở phần mềm lên. Và ở đây là giao diện chính của phần mềm, khá đơn giản và dễ dàng sử dụng. Ở đây có các hình mẫu có sẵn để các bạn có thể khắc. Các bạn nhấn vào mục Device Setting để cài đặt thông số cho máy khắc. X-Step và E-Step các bạn chỉnh lên 200, Z các bạn chỉnh về 0. Mục My Laser Twine,
Mình chọn tên máy khác là Laser DY8012V 500mW. Mục wake chợt các bạn chỉnh lên 50. Khi đã chỉnh xong tất cả, các bạn nhấn Save Setting. Ở đây nếu đã kết nối thành công với máy khác, mục Bottleneck sẽ hiển thị cổng kết nối. Ở đây hiển thị cổng COM5. Phần Baud Rate mình sẽ nhấn chọn phần 115200. Nhấn Load Picture để nốt ảnh khác. Sẽ hiển thị các chế độ khác. Các bạn chọn chế độ khác các bạn thích. Trên giao diện phần mềm có các nút nhấn để có thể điều chỉnh vị trí của đầu khắc laser, chọn điểm khắc. Mình sẽ khắc con chó này. Nhấn Start để bắt đầu khắc. Mình khắc lên một tấm gỗ. Ngoài gỗ các bạn có thể khắc trên các vật liệu khác như ví da, sổ da hay nhựa và mica. Vì là máy khắc laser mini nên sẽ chỉ phù hợp để khắc với những hình ảnh có kích thước nhỏ hơn kích thước 210x250mm thôi các bạn nhé. Trong quá trình khắc các bạn nên đeo kính để bảo vệ mắt khỏi tia laser. Và cuối cùng là sản phẩm sau 25 phút khắc. Như các bạn nhìn thấy thì hình được khắc ra chuẩn xác và rất đẹp. Cảm nhận của các bạn về chiếc máy khắc này như thế nào? Hay có vướng mắc không hiểu cách lắp ráp ở bước nào? Có thể comment xuống bên dưới nhé. Và đừng quên like và subscribe để ủng hộ bán linh kiện được 30k subscribe nhé. Mình đảm bảo khi được 30k subscribe sẽ có rất nhiều sự kiện đặc biệt hấp dẫn mà bán linh kiện dành cho các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn quan tâm và theo dõi video của bán linh kiện.vn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.